Đây là lớp học đặc biệt nằm trong trường tiểu học Bình Tiên, phường 5, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh của lớp là những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có cả người lớn và trẻ em. Giáo viên của lớp là cô Nguyễn Thị Anh, một cựu giáo chức đã hơn 70 tuổi. Em nhà đó như cha mẹ nghèo khổ á, là không cho con đi học á. Cái không biết chữ, giờ cái lên đây mà cô có dạy nè, thấy cô có dạy, cái người ta chỉ đi đăng ký, rồi em xin vô học hai con luôn. Đến với lớp học này, người học không chỉ được học các môn văn hóa cơ bản mà còn được học kỹ năng sống. Đặc biệt, với những học sinh chậm phát triển, cô giáo vừa là người chỉ bảo, vừa là bạn đồng hành, động viên, kiên nhẫn giúp các em học chữ. Cô cũng thương cái hoàn cảnh của các em nó nghèo, vừa nghèo mà vừa không biết chữ nữa thì rất là tội nghiệp. Cho nên đó, cô duy trì cái lớp học này luôn tới giờ á. Được tổ chức từ năm 2014, trung bình mỗi năm lớp học đón khoảng 30 đến 35 học sinh tham gia và có khoảng 10 đến 12 người hoàn thành chương trình học. Điều ý nghĩa hơn cả là lớp học nhỏ này đã cho thấy giá trị của tình yêu thương, lòng nhân ái và sự quan tâm đến cộng đồng.